Hai chào mọi người, quay lại với kênh của mình nha. Thì mình là Di đây. Thì mọi người mới biết đến kênh của Di thì cho mình một like và bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Thì cả nhà thấy sau lưng mình là một bộ cần câu nha cả nhà. Thì hôm nay là tiếp tục mình đi câu cá nha. Thì cái suối mà hôm bữa mình câu á, thì hôm nay mấy ngày nay mưa lớn, nước đổ về rất là nhiều rồi nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục lại suối mình câu nha. Thì hôm nay hy vọng sẽ có nhiều cá để quay cho cả nhà coi. Thì hôm nay mình sẽ câu bằng hai loại mồi nha, một là mồi dế với là mồi trùng nha. Thì câu coi có con nào ăn không rồi quay cho cả nhà coi. Còn bây giờ thì mời cả nhà theo chân mình đi câu cá một bữa nữa nha. Trời cũng bão đó nha, âm u. Thôi mình tranh thủ mình câu nha. Đây cả nhà, mưa nay bão ngày kia đầu nhiều á, nước nó đổ về rất là nhiều luôn rồi nha. Nè, nước rất là lớn luôn á, nước nhiều nữa. Thì nay hy vọng sẽ có nhiều cá nha cả nhà. Thì mình sẽ bắt đầu mình ra cần mình câu nha. Nước rất là nhiều luôn, nước đục nữa. Thì cả nhà mình ra cái cần đầu tiên nha. Cái này mình câu dế nha. Câu kiếm cá sát này kia rồi cả nhà. Mình câu hai cây mồi dế luôn cả nha. Nước này cũng chảy quá. Tính lấy cần câu tay câu trùng mà nước chảy quá không có câu được. Cây đèn này có tín hiệu rỉ rỉ. Mất thêm con dế.
Đây cả nhà. Chốt bò luôn cả nhà. Đây chốt bò luôn. Lần đầu tiên mình câu dính con này luôn đó nha. Trong đời mình câu dính con cá này luôn á nha. Mình thì không biết nó là tên gì, thì người ta kêu bằng cái chút bò. Có cái chỗ kêu bằng cái lăng mũ. Ở nhà không biết cái gì nha, comment cho mình biết nha. Ok. Cái xác này nha. Ồ ghê, quá ngon quá ngon. Cái xác này nha. Quá đã luôn nha. Này nha. Em cái xác. Đây con thứ hai nha. Nữa nha. Chính được con cá sát đó nha. Chơi gần nữa. Lên tới bờ nó mới rớt. Lên tới bờ nó cái rớt này cả nhà.
chút bò lắm này nha. Nè, tìm con chút bò. Ngon luôn. Thêm con chút bò, con này mập hơn, bự hơn con nãy nữa này cả nhà. Gom hai cần đó nữa, câu hết ăn rồi nha, rồi chờ chuyện mưa tới rồi điện thui à. Thì mình cũng bỏ tay luôn rồi, bữa nay câu không ăn luôn cả nhà, bữa nay câu bể đầu luôn, bể đầu nè. Bây giờ mình sẽ quay thành quả cho cả nhà coi nha. Thành quả chỉ có 4 con thôi nha, hai cái chút bò với hai cái xác. Về con nào sống thì mình rộng, con nào chết thì bỏ tủ lạnh. Người bữa nay câu bể đầu luôn á nha.